À, bên chào anh chị cô chú nha. Hôm nay em đi đến bãi đồ cũ nha, vì trời nắng quá, đường thì đông mà đi hơi lâu nên đến hơi muộn. Thì mùa hè rồi thì có gì quay cho anh chị cô chú xem. Có mấy cái quạt này. Đấy, thì nắng ngược sáng hơi tối đấy, quạt vật cây vật luôn như có hết. Còn đây hôm nay cho em nghe quạt. Alo. Sao vậy? Ok nhá. Nay nhà thế nào được? Ok. Seven. Bao nhiêu đâu? Có gì nữa nhá. Ok. Đây là nay em ngon được mấy món nha quý vị ạ. Thì quý vị thấy trước mặt là cái đây, quý vị thấy trước mặt đây là mấy cái đài cổ hôm nay em gom này. Mình kia có loa trầm, loa Boss 2, Boss Company 2 luôn á, Series 2 luôn á, Company 3 Series 2 luôn á. Thì đài thì có mấy cái này, Sony này, rồi con này là con gì đây, Panasonic nha. Perdisco là của cái hãng gì? Thứ ba là một con Sharp này. Em thử điện rồi, ok hết rồi. Oh, đẹp quá. Rồi con này là con Panasonic này, bên dưới này. Đó, vừa đây. Bốn con này là này là khá là ok. Còn về cái món khác, loa đài ở đây cũng khá là nhiều. Quý vị thấy không? Loa thùng nó rất là ok, đầu mấy cái đầu Akai kìa. Đầu kia à, đây là cái radio à. Tuna radio của thằng Akai à, quạt thì quạt công nghiệp luôn nhá, nhiều lắm, rất là nhiều. Thì ở đây có phần máy lọc nước nhưng mà dạo này không có mấy máy chạy bộ rồi quạt rồi gì rất là nhiều. Còn đây là mọi cái tụ điện này, set một cái tổng vào và chia ra mấy cắt nhánh, rất là nhiều đồ. Máy khoan cắt cầm tay nhưng mà không phải cầm tay nhưng mà nó chạy bằng xăng, cầm tay chạy bằng xăng nhưng phải chạy bằng pin nên là cũng hơi hơi bất tiện tí, nó hơi ồn ào nên là bây giờ người ta cũng không dùng máy, người ta dùng đồ bằng pin hết, xăng là nó thải hết. Ở đây có cái đài nữa, đây thì em lấy luôn cái này xuống. Đây. Tầm này toàn radio cổ á. Trong kia có mấy máy phát điện con này. Rồi gì đó, máy hàn à. Máy bộ lưu điện cho máy tính khi phòng khi mất điện. Đàn rồi gì có hết, rất là nhiều thứ. Xe đạp này. Xe đạp gian luôn nhá. Con này để đây khá lâu rồi sao không biết, bảo có người mua đâu sao mãi chưa thấy lấy. Mấy cơm chảo rất là nhiều, quạt cơm tivi có hết luôn, nói chung ở đây đồ gì cũng có. Bãi rác như này ở Việt Nam có bãi này là êm á. Mấy cơm này quý vị, mấy cơm so với lần trước đi thì vẫn chưa thấy có gì nhiều hơn cả, cũng không có gì thay đổi mấy. Máy khâu rồi máy lọc không khí cái thứ này, mic karaoke này có rất là nhiều. Đây, mic này, mic này còn lên nguồn không? Ô vẫn hát được, để cho trẻ con hát thì vui. Đây có dao ngon đấy, có con dao chặt này thì đúng tuyệt vời luôn. Vẫn sắc lắm. Ôi ơi, con này nó dày thế, con này được, con này cầm về được, con này ok, này ổn. Rồi đây có không gian luôn à. Ê, đây là cái xe này ông nào ông tháo ra để ông ấy ổ không carbon gì ơi. Nhẹ. Không carbon. Nhẹ như bắc. Trời ơi, chắc ông nào ông ấy tháo ra đây hết rồi ông mang về rồi, chắc ở đây của ông châu Phi ông mang về châu Phi rồi. Rồi máy lọc nước này. À máy lọc không khí này, tạo ẩm thứ này. Máy khoan à, máy may mini à. Người cơm đầu dàn thứ thì nhiều bạt ngàn trên mây.
này có xe vào gì đây, cân kéo gì đây. Xe vào đông mà thằng cha chụp mãi đâu còn muốn đuổi mình đi luôn đấy chứ. Thằng này thật, mua đến mua bán bao lần cái máy, có cái bếp IH không viên shop này mà đã ở cái này còn mới rồi, lau đi là được rồi, từ IH thôi của thằng kia biết đâu ra Magen. Magen thì có ok đây, bãi này trước đây chỗ này đông lắm mà nhiều lắm mà nó dọn hết rồi. Ra đây có gì không, vòi nước thì ông em làm đây bảo là mấy hôm nay không có. Vừa đến thì thằng cha chủ bãi ra nó bảo giờ này mấy đồ mày lấy không có. Này chủ bãi đây là chủ bãi này, đấy người Trung Quốc rồi, ngồi xem anh em phá hết chủ hoa chủ phá hết rồi. Đây là được ok ok, bảo đánh xe ô tô đi chỗ khác đầu để cho hàng xe tải nó vào thì nó quay lại là xong. Đây có mạch cái thứ này, mạch này Trung Quốc là nó lấy về hết, điện là chip máy giặt kia lấy hết về hết để sử dụng được làm việc khác. Máy tính dài quá, cái này dài quá thôi. Đó, con nào lên hồn vậy, ra mình đi thử bạt ngàn trời mây luôn. Quạt công nghiệp đó, quý vị thấy không, quạt công nghiệp kia em ra bánh xe đi chỗ khác đậu cái xong với lại vòi nước cái thứ tô tô thưa. Đấy đã nhắm được vài cái đó, tí nữa em với lại em hốt vài món, không hút nhanh là chiều là anh em người ta phá hết. Việc của anh em làm đấy là phá này mấy này thành rác để đi vứt, trong khi đó còn rất là ngon. Họ phải phá đi để họ nhập đông nát chất vụn mang về Trung Quốc hết. Ờ, súng nó có súng không? Ừ. Súng súng. Đấy, ngoài rác em vừa mang lên vứt đây luôn để nhà đỡ vứt, để em đi cắt kia xe đa xe ô tô tránh cho người ta nó ra người ta vào đó. Đây, ok đây, ok ok. Nào đây. Ngày kết thúc ngày nặng nôi đi bại mà đặt có mấy món quý vị. Đầu tiên thì vẫn là bốn cái đài mà em lại hai cái trước. Còn hai cái thì vẫn là trên hai cái to hơn, một cái Panasonic, một cái của cái hãng gì ạ? Sony, một cái Sony, cái Panasonic. Nói chung là cái này thì có khách đấy rồi, cái này thì em lấy về đấy có cái sáp này, đẹp, cái này thì đẹp như mới. À, phải đẹp như mới nhưng mà vẫn còn rất là đẹp, long lanh. Nó quý vị thấy không? Nhân hàng cũ thì ở trong bãi mà không thể tránh được những cái lỗi nhỏ nhỏ bẩn á. Cái này mà đánh bằng cái chất tẩy rửa là sạch, thì em chưa đánh gì mà nó sạch như này rồi. Gần như là hàng mới luôn. Còn rất là đẹp, nhẹ, trưng thì rất là đẹp. Mà em mà thử điện với các em trên đó rồi. Cái này có em 108 luôn. Rất là ok, made in Japan luôn nha quý vị nhé. Sharp 2 loa, một cửa băng. Còn cái này có một anh khách quen của em đặt rồi. Cái này thì nó ngon hơn, hôm nay thì có băng ở đây, cái cửa này thì nó không có. Nhưng mà cũng hai loa hai bên này, nó cũng bị móp tí. Ở trong bãi thì không thể tránh được. Con này cũng FM AM chạy bằng pin, có ổ cắm nguồn luôn. Trên này thì nút, các nút rất là nhiều, đủ các thể loại luôn. Con này thì rất là cổ rồi, nhìn nó để bụi bặm rất nhiều đó. Nói chung về ngoại quan thì còn đẹp khá. Đấy, còn đây thì em cũng kiếm được bộ set vòi van inat, còn rất là long lanh nha quý vị này. Thấy còn long lanh chưa lau mà đẹp vậy rồi. Mấy cái này anh Đức tẩy rửa đánh đi là nó đẹp long lanh luôn, như mới luôn. Van vòi này, đấy, vòi thì cái vòi Toto nó vừa Toto chính hãng luôn, cái sen này. Còn dây thì theo của nó, theo của thằng inat đó. Nói chung cái set này là toàn đồ hãng nên nó rất là ngon. Ngoài ra thì động sạc laptop điện thoại, sạc laptop thì em lấy cho em về em làm máy tính thôi. Còn đây là cái hai cái khẩu để lắp vào cái set rửa lắp vào cái vòi rửa bát cho cái một anh lấy set trước em lấy set đồ cho anh rồi, nhưng mà hai cái khẩu này
nên hôm nay trước nó thiếu nên em lấy lên em tìm em lấy khẩu này ra nhé. Ngoài ra thì có cái gì đây, có cái dao, dao chặt này, dao chặt nha quý vị nhé, chưa đánh nhé. Con này cán gỗ xuất khẩu góc, con này thì không sao, con này thì vẫn còn rất ok, chắc chắn không hề bong nứt gì cả. Con này của gì đây, Toshiyuki này, Moripuden Stanley sửa. Con này là con làm bằng thép không gỉ, nó ghi thế thôi. Một sắc lắm, sắc lắm, rất là dày quý vị nhé, trên 3 mm. Em sẽ đo thử quý vị xem. Đây em sẽ lấy cái thước kẹp em đo cái sống dao này, 4 mm nha quý vị nhé. Đấy, cái thấy cái con này nó dày, con này nó dày về nó nặng về ở tầm 600 gram gì đó, rất là nặng, rất đầm tay. Con này chặt thì bao chất luôn á, sắc. Con này thì chắc là người dùng người ta không biết mài này, nên là người ta cũng mài cho nó nhem nhuốc. Còn nếu mà có qua đã mài dao mài thì rất là tuyệt vời luôn. Con này thì em cũng để em bán, quý vị là có nhu cầu dao chặt có con này thì em cũng gửi về luôn đó. Còn cái đài này thì có khách lấy rồi, bằng cái này thì cũng có mấy anh đang hỏi, quý vị nào có nhu cầu chốt thì em vẫn trả luôn. Ở đây có cái màn hình máy tính thì em lấy về cho em thôi, lấy về để em dùng thêm một màn hình để cho nó tiện việc, nhiều cửa sổ dễ làm. Thì cái giá thì cũng trên mua trên bãi là 2.000 một cái, rất là rẻ, tầm trên 300.000, trước 350.000 một cái màn hình vậy. Em lấy màn nhỏ tầm 7 inch gì đó để về em làm dễ, to quá thì khó chặt. Đây, em cảm ơn quý vị anh chị của chú theo dõi kênh, ủng hộ kênh. Và xin chào, hẹn gặp lại trong video lần sau ạ.